xuất khẩu dệt may Việt Nam hiện đang đứng top 3 trên thế giới, sau Trung Quốc và Bangladesh. Ông Trần Như Tùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam Vitas cho biết, trong quý 1 năm nay, xuất khẩu dệt may đạt khoảng 9,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,6% so cùng kỳ năm ngoái. Đây là tín hiệu vui bởi so năm ngoái, các doanh nghiệp dệt may có đơn hàng nhiều hơn. Để hỗ trợ ngành dệt may gia dày chủ động được nguyên phụ liệu cho sản xuất, Mới đây, đoàn công tác của Bộ Công Thương đã làm việc với Hiệp hội Gia dày Việt Nam về đề xuất thành lập trung tâm giao dịch và phát triển cung ứng nguyên phụ liệu. Đây sẽ là nơi tập trung mẫu, phân phối nguyên phụ liệu, đầu tư, chuyển giao công nghệ và giao dịch giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Nhiều doanh nghiệp dệt may kỳ vọng trung tâm sẽ sớm được thành lập nhằm gỡ được nút thắt về nguyên phụ liệu.